UAV Ukraine đe dọa đội tàu Nga Kiev phát tín hiệu muốn tấn công cả khu vực ngoài Biển Đen NATO sử dụng AI để theo dõi máy bay Nga Phương Tây tiến thoái lương nan khi Nga chuẩn bị cuộc tấn công mùa hè Ukraine Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh Toàn cảnh 24 giờ. Vừa rồi là những thông tin chính sẽ có trong chương trình Ngay bây giờ là phần tin chi tiết Sau khi xung đột Nga-Ukraine bùng nổ, các lực lượng Kiev đã nhiều lần triển khai tấn công vào các tàu và cơ sở hạ tầng thuộc hạm đội Biển Đen của Nga. Điều này buộc Nga phải di chuyển nhiều tàu khỏi thành phố cảng Sevastopol trên bán đảo Crimea tới thành phố Novodosis thuộc vùng Krasnodar của Nga và xa hơn. Kiev cho rằng các tàu Nga có thể được điều tới Biển Đen và Biển Azov nhằm giảm khả năng bị tổn thương trước những đợt tấn công bằng UAV của Ukraine. Song theo hãng tin Sky News của Anh, các lực lượng Ukraine đã thực hiện cuộc tấn công phối hợp nhằm vào một tàu đổ bộ, lớp Ropucha. Dù con tàu này đã di chuyển đến biển Azov, khu vực nối với biển Đen, qua eo biển Kerch. Bên cạnh đó, máy bay không người lái UAV của Ukraine đang đe dọa đội tàu Nga ở biển Azov. Đây là tín hiệu cho thấy Kiev muốn tấn công cơ sở hạ tầng của Moscow ở cả khu vực ngoài biển Đen. Khi xung đột nổ ra, lực lượng hải quân nhỏ bé của Ukraine nhanh chóng tê liệt và gần như bị xóa sổ bởi sự đánh phá của Nga mất toàn bộ tàu nổi từ vận tải cho đến tuần tra. Trong bối cảnh như vậy, Ukraine chủ yếu sử dụng tàu không người lái, tên lửa hành trình và UAV để tiến hành các cuộc tấn công phối hợp đạt hiệu quả rất cao, khiến hạm đội biển đen của Nga tàn nát. Trước một cuộc chiến phi đối xứng trên biển, hạm đội biển đen nhanh chóng bất lực trước sức tấn công từ các loại vũ khí tưởng chừng như rất thô sơ của Ukraine. Trong khi những tàu chiến khổng lồ của hạm đội biển đen, sản phẩm của thời chiến tranh lạnh, có tác dụng răn đe những đối thủ yếu bóng vía hơn là hiệu quả trong chiến đấu. Chẳng hạn như tàu tuần dương Moscow, nhìn chung là lạc hậu, thô sơ và nhất là các khí tài trinh sát đều là đồ cổ. Radar chưa được nâng cấp và hiện đại hóa, hiệu quả hoạt động kém. Trước đó, chia sẻ với Sky News, một nguồn tin Ukraine giấu tên cho rằng Nga không thể được tự do hoạt động ở Biển Đen hay ở phía Đông bởi các tàu của Nga được sử dụng để vận chuyển đạn dược, vật tư tới Mariupol, sau đó đưa ra tiền tuyến. Mariupol là thành phố cảng trên biển Azov thuộc vùng đô nhét của Ukraine nhưng đã nằm dưới sự kiểm soát của Nga kể từ tháng 5 năm 2022 Hiện chưa rõ Nga có chiến lược gì với hạm đội biển đen trong bối cảnh đơn vị này chịu hàng loạt áp lực trong thời gian qua khi Ukraine dồn dập tấn công Ukraine cũng nhiều lần tuyên bố sẽ dùng xuồng cảm tử và tên lửa tầm xa cũng như UAV tấn công mục tiêu quân sự của Nga ở Crimea khiến hạm đội biển đen của Nga bị tê liệt hồi cuối tháng 5, tạp chí Newsweek dẫn thông báo của Hải quân Ukraine cho hay, tại Biển Đen và Biển Azov, các tàu của Nga đã biến mất. Người phát ngôn Dmitry Platenchuk của Hải quân Ukraine đã từng tuyên bố, mục tiêu của Kiev là khiến cho Biển Đen và Biển Azov sạch bóng tàu quân sự Nga. Tuy nhiên, vào ngày 10 tháng 6 vừa qua, theo Hải quân Ukraine, Nga đã triển khai một số tàu chiến có khả năng mang tên lửa Kalib tới Biển Đen và Biển Azov. Nga đã không thực hiện các cuộc tấn công tên lửa từ tàu chiến trong một thời gian dài mà chỉ sử dụng máy bay không người lái cảm tử để tấn công các mục tiêu quân sự ở Ukraine. Theo báo cáo của Hải quân Ukraine, tính đến sáng 10 tháng 6, tại biển Đen xuất hiện một tàu chiến của Nga mang tên lửa Kalib. Trong khi đó, tại biển Azov có tới 8 tàu chiến hiện diện tại khu vực, 3 trong tổng số 8 con tàu được trang bị tên lửa Kalib. Trên biển Địa Trung Hải có 2 tàu Nga mang tên lửa Kalib. Kalib là một tổ hợp tên lửa hành trình đa năng của Nga do phòng thiết kế Novato OKB-8 phát triển được thiết kế để sử dụng nhiều đầu đạn khác nhau, cho phép tiêu diệt nhiều loại mục tiêu trên không, đất liền và trên biển. Tên lửa có chiều dài từ 6,2 đến 8,9 mét, tùy từng biến thể. Hiện Calib đang được coi là một trong nhiều vũ khí chủ lực của Nga, với tầm bắn đột phá từ 1.500 km đến 2.500 km. Tên lửa có thể mang đầu đạn với chất nổ khoảng từ 400 đến 500 kg ở tốc độ Mach 3, đủ sức phá hủy các căn cứ kiên cố của đối phương. Calib được trang bị hệ thống định vị bằng vệ tinh GLONASS và dẫn đường quán tính cùng đầu dò radar ARGS 14E có tầm hoạt động 20 km để bám bắt các mục tiêu có độ phản xạ radar lớn. Được biết, đầu đạn tên lửa dạng radar chủ động cho phép tên lửa có thể tấn công chính xác mục tiêu dù GPS bị gây nhiễu. Từ khi xung đột nổ ra vào tháng 2 năm 2022, quân đội Ukraine đã nhiều lần sử dụng các thiết bị không người lái, tên lửa hành trình, tấn công hạm đội biển đen Nga, đặt trụ sở tại Sevastopol ở bán đảo Crimea. Việc này được cho là đã khiến Nga phải đưa các tàu đi khỏi khu vực để đảm bảo an toàn. Người phát ngôn Hải quân Ukraine Dmitry Plitenchuk cho biết Tàu đô đốc Lepchenko, một tàu chống ngầm cỡ lớn của Nga Đã bốc cháy trên biển Barents ở Bắc Băng Dương Ông Plitenchuk nói, được trích dẫn bởi Pravda rằng Khí tài của đối phương đang bốc cháy Cụ thể là tàu chống ngầm cỡ lớn đô đốc Lepchenko trên biển Barents Ông cho biết nguyên nhân vụ cháy là do lệnh trừng phạt của Ukraine Khiến Hải quân Nga không thể tự mình bảo trì Các động cơ được sản xuất tại Mykolaev Ukraine. Nhiều tàu hải quân thời Liên Xô được đóng tại thành phố cảng Mykolaiv của Ukraine. Theo ông Pletenchuk, thủy thủ đoàn tàu đô đốc Lepchenko có thể lên tới vài trăm người. Tình huống dường như không còn hy vọng. Tàu chống ngầm đô đốc Lepchenko được Nga đưa vào biên chế từ năm 1988. Con tàu đồn trú tại quân cảng Severomorsk trên bờ phía đông của Vịnh Kola ở biển Barents. Tàu có khả năng chở hàng trăm thủy thủ và mang theo các vũ khí như người lôi tên lửa Rastrop có thể tấn công cả mục tiêu dưới nước và trên mặt nước. Theo tuyên bố của Ukraine, kể từ khi xung đột nổ ra cách đây hơn 2 năm, hạm đội của Nga đã tổn thất đáng kể. Tính đến cuối năm 2023, khoảng 30% hạm đội biển đen của Moscow bị phá hủy. Tàu chống ngầm cỡ lớn như đô đốc Lepchenko và chuẩn đô đốc Kulakov thuộc dự án 1155. Trong những năm gần đây, các tàu chống ngầm cỡ lớn của hạm đội phương Bắc thường được cử đi thực hiện các chuyến đi tầm xa ở Đại Tây Dương, địa trung hải cũng như thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ lợi ích quốc gia của Nga ở Bắc Cực. Nga cũng đang triển khai một chương trình nhằm nâng cấp các tàu chống ngầm cỡ lớn thuộc dự án 1155 thành tàu khu trục tấn công bằng cách trang bị cho chúng hệ thống tên lửa Kalib NK. Cũng trong diễn biến liên quan, vừa qua, hai tàu đô đốc lepchenko và pháo đô đốc Kulakov đã tiến hành tập trận chống tàu ngầm trên biển Barents. Thông báo từ hạm đội Bắc cho biết, hai con tàu nguyên tử trên đã di chuyển từ căn cứ ở thành phố Severomorsk đến địa điểm đã định trong thành phần nhóm tàu tìm kiếm tấn công. Tham gia tập trận còn có hai tàu ngầm nguyên tử, trong đó một tàu đa chức năng sẽ hoạt động cùng với nhóm tìm kiếm tấn công, con tàu thứ hai sẽ đóng vai đối thủ giả định. Thông báo trên nêu rõ, trong tập trận, nhóm tìm kiếm và tấn công của tàu sẽ thực hành nhiều nhiệm vụ chống tàu ngầm trong khóa huấn luyện chiến đấu, bao gồm tổ chức tìm kiếm tàu ngầm và theo dõi, phối hợp với thủy thủ đoàn tàu ngầm và hàng không chống ngầm, sử dụng trực thăng chống ngầm KA-27 và máy bay chống ngầm IL-38. Ở giai đoạn cuối của cuộc tập trận, các tàu chống ngầm sẽ thực hiện bài tập tác chiến sử dụng vũ khí chống ngầm. Ông Denis Pusilin, người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Donetsk, DPR tự xưng hôm 10 tháng 6 nói rằng quân đội Nga gần đây liên tục giành được lợi thế ở mặt trận Adipka. Ông Pusilin nói với hãng tin TASS rằng các binh sĩ Nga gần đây đã kiểm soát thêm hai khu định cư Netailovo và Umanskoy, đồng thời củng cố vị trí phòng tuyến ở hướng Ocheretino. Netailovo và Umanskoy dù chỉ là những khu định cư nhỏ nhưng quan trọng. Ngoài ra, chúng tôi đang chứng kiến tình hình được cải thiện ở các vị trí tiền tuyến gần Chasovya. Kênh Ryadovka nhận định quân đội Ukraine đang rút lui khỏi phần phía tây của Chasovya, nhưng không có lý do gì để mong đợi sự phát triển thành công ngay lập tức của Nga. Bất chấp thành công của lính dù Nga, lực lượng Kiev bất ngờ có động thái lạ khi bắt đầu rút quân khỏi khu vực phía tây thành phố, được cho là chuyển quân dự bị đến khu vực Kharkov. Như vậy, đã xuất hiện dấu hiệu Ukraine có thể buông để Chasovya thất thủ. Trong nội bộ quân đội Ukraine đã xuất hiện tin đồn về việc Chasovya sắp đầu hàng, đồng nghĩa với việc một trung tâm phòng thủ lớn nhất khác của lực lượng Kiev tại mặt trận Donetsk sau Adipka sẽ thất thủ. Tuy nhiên thật vô lý khi hy vọng vào sự sụp đổ nhanh chóng của quân đồn trú Ukraine, bao gồm các đơn vị đặc biệt có trang bị tốt và giàu kinh nghiệm tiến hành chiến tranh đô thị. Dựa vào hệ thống phòng thủ ở Chasovya được củng cố và xây dựng tốt xung quanh kênh Sevesky Donetsk, Donbass, Ukraine vẫn tiếp tục kháng cự bằng pháo binh và máy bay không người lái. Ukrainska Pravda vừa qua dẫn nguồn thạo tin cho hay lực lượng Nga đã bắt đầu giành được quyền kiểm soát một quận của Chasovya dọc theo một con kênh. Theo nguồn tin giấu tên từ lực lượng Ukraine nói với Ukrainska Pravda rằng quân đội Nga đang sử dụng bom dẫn đường để san bằng các khu vực dọc theo một tuyến đường lớn cùng sự hỗ trợ của nhiều tên lửa tầm xa và UAV, đối phương đã bắt đầu tiến lên. Còn ở các mặt trận khác thuộc tỉnh Donetsk, kênh MD đưa tin khu định cư Rozovka, Andrivka đã hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng vũ trang Nga. Kênh Military Summary đưa tin quân đội Nga đã mở một mặt trận mới dọc biên giới ở miền bắc Ukraine. Một ngôi làng ở khu vực biên giới đã được lực lượng Moscow chiếm lĩnh và đã được xác nhận bằng mắt thường. Bộ Quốc phòng Nga hôm 10 tháng 6 thông báo lực lượng Moscow đã giành quyền kiểm soát ngôi làng Staromaiosk. Theo các nguồn tin Ukraine và Nga, ngôi làng Novoaleksandrivka phía tây Adipka cũng gần như đã thất thủ. Các blogger quân sự đưa tin rằng quân đội Nga cũng đã kiểm soát được các chiến hào theo hướng Vekhny Kamiansky. Theo nhiều phương tiện truyền thông, các cơ quan thực thi pháp luật Ukraine đang tiến hành khoảng 30 thủ tục tố tụng hình sự liên quan đến vụ biển thủ 20 tỷ Hrypnia, khoảng 491 triệu đô la Mỹ ngân sách dành cho quân đội. Ông Mikhail Bonda, thành viên Quốc hội Ukraine cho biết, phần lớn quỹ đã được giải ngân thông qua các cơ quan quân sự và dân sự nước này. Dù vậy, khi nghe về số tiền bị biển thủ. Các thành viên thuộc Ủy ban Đảng, đầy tớ của nhân dân, Đảng của Tổng thống Volodymyr Zelensky đã cố gắng bảo vệ những người quản lý khoản tiền trên. Sau vụ việc, các nhà lập pháp Ukraine đã kêu gọi Bộ Quốc phòng cũng như chính quyền quân sự địa phương cung cấp thông tin về việc sử dụng ngân sách để xây dựng hệ thống phòng thủ. Tháng trước, truyền thông Ukraine đưa tin chính quyền quân sự và dân sự ở vùng Kharkov đã chi hàng triệu đô la Mỹ cho các công ty cung cấp vật liệu xây dựng giả mạo để xây dựng công sự. Các nhà hoạt động chống tham nhũng Ukraine chỉ ra, chính quyền vùng Kharkov đã biển thủ hoặc đánh cắp 7 tỷ hryvnia, khoảng 176,5 triệu đô la Mỹ, được cấp để xây dựng các công sự dọc biên giới. Sự thiếu khả năng phòng thủ đã dẫn đến việc quân đội Nga tiến quân ồ ạt đến các khu định cư. Trong một trường hợp khác, Bộ Nhà ở và Dịch vụ Xã hội Kharkov và Cơ quan Quản lý Quân sự khu vực OVA đã ký hợp đồng trị giá 270 triệu hryvnia, khoảng 6,8 triệu đô la Mỹ, với 5 công ty mới được thành lập ngay sau khi hợp đồng được công bố. Một báo cáo chống tham nhũng cho biết, không có quá trình đấu thầu nào diễn ra và ít nhất hai trong số các công ty này thuộc sở hữu của cùng một người. Vào tháng 5, Nga đã phát động một cuộc tấn công quy mô lớn vào vùng Kharkov, chiếm giữ nhiều thị trấn và làng mạc. Nhiều chỉ huy quân sự Ukraine, bao gồm ông Denis Yaroslavsky, một chỉ huy hoạt động trong khu vực, đã cho biết lực lượng trên tiền tuyến hiện không đủ khả năng phòng thủ, nói thêm rằng cấp trên của họ có thể đã biển thủ số tiền dự định xây dựng. Sau khi xung đột Nga-Ukraine bùng phát vào cuối tháng 2 năm 2022, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã phát động chiến dịch quy mô lớn nhằm đối phó với tình trạng tham nhũng nghiêm trọng trong quân đội. Đây được cho là động thái quyết liệt của Ukraine nhằm duy trì lòng tin của các nước phương Tây, qua đó có thể tiếp tục nhận được sự hỗ trợ về tài chính, quân sự từ các quốc gia này. Theo trợ lý Tổng thư ký NATO về đổi mới, kết hợp và mạng, ông David Van Welf, NATO đang sử dụng trí thông minh nhân tạo AI để theo dõi các máy bay và trạm tiếp nhiên liệu của nga phát biểu tại diễn đàn các nhà đổi mới quốc phòng nato ukraine tại krakow ba lan quan chức cấp cao này cam kết sẽ tăng cường hợp tác sâu sắc hơn với kiev với thỏa thuận mới về đổi mới trên chiến trường là một ví dụ về việc tích hợp các giải pháp ai ông cho biết khối sử dụng ai để phân tích hình ảnh vệ tinh nhằm theo dõi và đếm các máy bay và trạm tiếp nhiên liệu của nga trợ lý tổng thư ký cho rằng Việc sử dụng AI theo cách như vậy là phù hợp với các nguyên tắc của NATO về việc sử dụng AI có đạo đức. Trong những tháng gần đây, Ukraine được cho là đã tăng cường nỗ lực tấn công các sân bay của Nga, cả những sân bay gần khu vực xung đột và sâu trong lãnh thổ nước này. Moscow dường như cũng đã mở rộng đáng kể việc sử dụng lực lượng hàng không tiền tuyến, chủ yếu để phóng bom trên không được trang bị bộ dẫn đường có cánh UMPK, Universal Glide and Correction Module nhiều nguồn tin quân sự Ukraine ghi nhận việc Nga ngày càng sử dụng bom gắn UMPK cho rằng những trở ngại ở tiền tuyến là do loại vũ khí này. Trước đó, theo Asian Times, NATO đang lên kế hoạch tạo ra các con đường hậu cần quan trọng cho phép triển khai nhanh chóng quân đội và vũ khí hạng nặng tới tiền tuyến. Động thái này sẽ tăng cường khả năng phòng thủ của châu Âu trước một cuộc tấn công tiềm tàng từ Nga. Được đặt tên là hành lang trên bộ, những tuyến đường này được thiết kế để đẩy nhanh việc di chuyển của binh lính và xe bọc thép đến các vùng chiến sự quan trọng. Điều này sẽ đảm bảo phản ứng nhanh chóng của phương Tây trước bất kỳ mối đe dọa nào từ Moscow. Sự phát triển của các hành lang này tuân theo nghị quyết từ Hội nghị Thượng đỉnh NATO năm ngoái. Ở Litva, nơi các nhà lãnh đạo cam kết duy trì 300.000 quân trong tình trạng sẵn sàng cao độ để bảo vệ liên minh. Ngoài ra, ở Asian Times gần đây cũng đưa tin rằng Na Uy, Phần Lan, Estonia, Latvia Litva và Ba Lan đã đồng ý tạo ra một bức tường máy bay không người lái để bảo vệ phần còn lại của châu Âu khỏi những mối nguy hiểm đang đến gần. Kế hoạch đầy tham vọng này bao gồm hàng nghìn camera giám sát và máy bay không người lái có vũ trang tuần tra vùng biên giới căng thẳng trải dài từ Na Uy đến Ba Lan. Các máy bay không người lái UAV sẽ được triển khai để giám sát và chống lại các hành động khiêu khích của Nga và Belarus, bao gồm cả khả năng sử dụng số lượng lớn người di cư làm vũ khí. Mặc dù vai trò chính của máy bay không người lái này là trinh sát, nhưng khả năng triển khai máy bay không người lái có vũ trang vẫn chưa bị loại trừ. Các quốc gia tuyến đầu của NATO lo ngại rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể đặt mục tiêu tiến xa hơn về phía Tây nếu ông thành công ở Ukraine. Nga hiện đã bước vào giai đoạn đầu của chiến dịch mùa hè với các cuộc tấn công mới vào khu vực Kharkov. Trong một vài tuần qua, quân đội Nga đã vượt biên vào Ukraine và giành được một số ngôi làng. Mặc dù Ukraine đã dành một vài tháng để củng cố Kharkov, nhưng quân đội Nga dường như có nhiều lợi thế hơn các lực lượng của Kiev. Trong khi phương Tây sẵn sàng cung cấp thêm vũ khí và tiếp tục trừng phạt Nga, thì một số ý kiến đã chỉ ra tương lai ảm đạm của Ukraine. Đó là Kiev khó có thể giành lại các vùng lãnh thổ đã mất. Và vì vậy, đàm phán với Moscow dường như là lựa chọn duy nhất. Với ưu thế về số lượng, Nga hiện đang kéo căng các lực lượng của Ukraine trên tiền tuyến và tận dụng hạn chế của đối phương làm lợi thế cho mình. Tiền tuyến ở Ukraine trải dài gần 1.200 km. Dọc biên giới phía bắc Ukraine gần Chernihiv, quân đội Nga liên tục thăm dò các vị trí của Ukraine. Trọng tâm chính của Nga là ở Donbass, nhưng tại phía nam, các lực lượng của Moscow cũng đang tiến hành các cuộc giao tranh dọc mặt trận Zaporizhia và các cuộc tấn công đổ bộ dọc sông Dniep. Trên thực tế, phòng tuyến của Ukraine hiện đang quá mỏng. Với việc các lực lượng của Ukraine bị phân tán các lực lượng của Moscow có thể tấn công vào Ukraine với mục tiêu kéo căng quân đội nước này dọc tiền tuyến trải rộng và duy trì sức ép để làm suy yếu phòng tuyến của Ukraine. Nga không chỉ duy trì các cuộc tấn công tầm xa dọc tiền tuyến mà còn mở rộng các cuộc tấn công vào sâu phòng tuyến của Ukraine. Trước đó, Nga tính toán rằng các hoạt động trinh sát và tấn công sẽ cho phép quân đội nước này phát hiện chính xác và phá hủy các mục tiêu phía sau tiền tuyến của đối phương. Song điều này bị cản trở bởi các hệ thống phòng không của Ukraine. Tuy nhiên hiện nay, Ukraine đang phải để dành các tên lửa đất đối không để ngăn chặn chiến đấu cơ Nga. Kết quả là các UAV của Moscow xuất hiện rộng rãi dọc tiền tuyến và đang bay khắp Kharkov cũng như Zaporizhia. Việc Nga duy trì chiến dịch tấn công tầm xa cũng đồng nghĩa rằng tiền tuyến của Ukraine không chỉ bị kéo căng theo chiều rộng mà còn cả chiều sâu. Câu hỏi đặt ra hiện nay là liệu Ukraine có được phép sử dụng các vũ khí phương Tây cung cấp để vô hiệu hóa các căn cứ quân sự của Nga hay không? Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trong khi thảo luận về vấn đề này cho biết Chúng tôi không cho phép họ đụng đến các mục tiêu khác ở Nga và rõ ràng đó là các cơ sở dân sự. Dù vậy, phát biểu tại cuộc họp báo ở Messerberg, Đức, nhà lãnh đạo Pháp nhận định làm thế nào chúng ta có thể giải thích với Ukraine rằng họ cần bảo vệ các thành phố của mình nhưng không có quyền tấn công các địa điểm phóng tên lửa. Điều đó như thể chúng ta đang nói với họ rằng chúng tôi cho bạn vũ khí nhưng bạn không thể sử dụng chúng để tự vệ. Thủ tướng Đức Olaf Scholz dường như cũng ủng hộ Ukraine về vấn đề này khi cho biết ông có cùng quan điểm với Tổng thống Pháp, miễn là Ukraine tôn trọng các điều kiện của các nhà cung cấp vũ khí. Tuy nhiên, Đức từ chối cung cấp cho Ukraine tên lửa hành trình Taurus có khả năng tấn công mạnh mẽ vào các vị trí của Moscow trong lãnh thổ Ukraine và sâu trong nước Nga. Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cảnh báo những hậu quả nghiêm trọng nếu Nga bị tấn công bằng vũ khí phương Tây. Một số nhà quan sát cho rằng triển vọng của Ukraine không mấy sáng sủa bởi khả năng tự vệ của Kiev chủ yếu phụ thuộc vào những quyết định của phương Tây. Belarus ngày 10 tháng 6 cho biết quân đội nước này đã tham gia giai đoạn 2 cuộc tập trận của Nga với nội dung triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật. Các hoạt động ở giai đoạn này có sự tham gia của các tên lửa Iskander và Kinza. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Belarus Viktor Krenin cho biết cuộc tập trận là biện pháp chủ động nhằm tăng cường khả năng sẵn sàng sử dụng cái gọi là vũ khí đáp trả. Tướng Krenin nói, giờ đây chúng tôi quyết tâm hơn bao giờ hết trong việc đáp trả bất kỳ mối đe dọa nào đối với Belarus và nhà nước liên minh Nga Belarus. Ông không cho biết cuộc tập trận diễn ra ở đâu hay loại vũ khí nào được sử dụng. Belarus có chung biên giới với ba quốc gia tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO là Ba Lan, Litva và Latvia. Ông khẳng định Belarus là một quốc gia hòa bình và không đe dọa hay tìm cách đối đầu với bất kỳ quốc gia nào. Theo các nguồn tin, giai đoạn đầu tiên của cuộc tập trận diễn ra ở miền nam nước Nga vào tháng trước, cuộc tập trận này là động thái mà các nhà phân tích hạt nhân cho là tín hiệu cảnh báo của ông Putin nhằm ngăn chặn phương Tây can thiệp sâu hơn vào xung đột ở Ukraine. Tổng thống Putin và nhà lãnh đạo Belarus Alexander Lukashenko hồi năm ngoái tuyên bố Nga đang chuyển một số vũ khí hạt nhân chiến thuật sang Belarus. Đây là những đầu đạn được thiết kế để sử dụng trên chiến trường. Một số nhà phân tích phương Tây tin rằng Moscow ngày càng coi trọng vũ khí hạt nhân chiến thuật kể từ khi bắt đầu kế hoạch quân sự ở Ukraine. Về lý thuyết, việc sử dụng loại vũ khí như vậy có thể gây sốc cho phương Tây, chứ chưa nhất thiết gây ra một cuộc xung đột hạt nhân toàn diện mặc dù nguy cơ gia tăng căng thẳng là rất lớn. Bộ Ngoại giao Nga hồi tháng trước cho biết nước này hy vọng cuộc tập trận sẽ làm nguội những cái đầu nóng ở phương Tây sau khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đề cập đến khả năng cử quân đội châu Âu tới Ukraine. Và Ngoại trưởng Anh David Cameron nói rằng Kiev có quyền sử dụng vũ khí do London cung cấp để tấn công các mục tiêu bên trong nước Nga. Hãng thông tấn TASS Nga dẫn lời người phát ngôn của Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Dmitry Peskov cho biết, kết quả cuộc bầu cử vào Nghị viện châu Âu EP cho thấy đa số sẽ là những người ủng hộ hội nhập châu Âu và thân Ukraine. Ông Peskov nhận xét khi được hỏi về kết quả của cuộc bầu cử EP và chiến thắng của Đảng Nhân dân châu Âu, trong đó người đứng đầu Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen là thành viên. Cùng ngày, hãng thông tấn RIA Novosti dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho rằng ep đã giữ lại cơ sở tư tưởng để hỗ trợ thêm cho đường lối chính trị của eu dựa trên quan điểm bài nga bà zakharova nêu rõ chúng tôi buộc phải thừa nhận rằng các cuộc bầu cử ở châu âu được tổ chức trong những điều kiện bị hạn chế nghiêm ngặt không có sự cạnh tranh công bằng với việc loại bỏ luồng thông tin khỏi các nguồn thông tin thay thế và một chiến dịch chống nga không kiểm soát bà zakharova giải thích rằng các lực lượng chính trị phản đối cuộc đối đầu với nga vốn gây tổn hại cho chính eu đã bị phân biệt đối xử và thường bị áp lực và quấy dối trực tiếp. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh rằng, trong những năm gần đây, lập trường đối đầu của EP đối với Moscow đã xuống cấp đến mức độ thù địch chưa từng có. Cuộc bầu cử EP 2024-2029 được tổ chức ở tất cả các nước EU từ ngày 6 đến ngày 9 tháng 6. Theo kết quả ban đầu của cuộc bầu cử, các đảng cánh hữu và cực hữu, đặc biệt là những đảng phản đối chính sách đối nội và đối ngoại hiện tại của Brussels, đã giành được chiến thắng lớn những người theo chủ nghĩa hoài nghi châu âu cũng đã đạt được những thành tựu lớn ở áo đức và hà lan tuy nhiên các chuyên gia được tờ Investia nga thăm dò ý kiến cho biết việc tăng đại diện của các lực lượng này khó có thể ảnh hưởng đến lập trường của eu đối với ukraina ông thierry mariani thành viên người pháp của nghị viện châu âu mep nói với Investia chiến thắng của các đảng muốn thay đổi châu âu sẽ làm thay đổi căn cân quyền lực trong ep theo ông mariani Việc phân chia các đảng này theo phe phái là không quan trọng, mà điều chính là bây giờ họ có thể bỏ phiếu cùng nhau về các vấn đề quan trọng. Theo quan điểm của ông Mariani, giờ đây EP sẽ tái cân bằng và hướng tới lợi ích của người dân hơn là thúc đẩy các chương trình nghị sự của các quan chức muốn tăng cường liên kết với Mỹ, trong khi gạt bỏ lợi ích của người châu Âu. Tuy nhiên, nghị sĩ Đức Gunapec nghi ngờ rằng cơ cấu mới của nghị viện châu Âu sẽ thay đổi chính sách của EU đối với Ukraine. Theo ông căn cân quyền lực sẽ nghiêng đi phần nào nhưng không đáng kể. Ông Alexey Tchirkachev, nhà nghiên cứu tại phòng thực nghiệm phân tích xu hướng quốc tế, LITRA của Đại học Quan hệ Quốc tế Moscow, MGIMO, đồng tình rằng sự gia tăng cực hữu trong EP sẽ không dẫn đến bất kỳ hậu quả căn bản nào. Ông Tchirkachev nói, các đảng chính thống, chẳng hạn như Đảng Nhân dân Châu Âu, những người ôn hòa, những người thuộc nhóm dân chủ và xã hội và Đảng Xanh sẽ cùng nhau chiếm đa số để ngăn chặn các chính trị gia cực hữu đảm nhận các vị trí lãnh đạo trong EU. Chuyên gia Chi Khai Chép kết luận, các chính trị gia cực hữu có thể tham gia vào nhiều ủy ban khác nhau của EP, nhưng các lực lượng chính thống sẽ vẫn nắm giữ quyền lực của họ vào lúc này. Trong mọi trường hợp, chính sách của EU đối với cuộc xung đột ở Ukraine sẽ được quyết định không phải bởi sự phân bổ lực lượng trong Nghị viện châu Âu, mà là lập trường của các quốc gia như Pháp, Đức, Ba Lan và tất nhiên là cả Mỹ. Thưa quý vị, xung đột Nga-Ukraine và những biến động trên chính trường thế giới đang ngày càng trở nên phức tạp và căng thẳng nhiều hơn. Mặc dù cả hai bên đều nêu ra điều kiện hòa bình nhưng đều rất khó khả thi. Trong bản tin hôm nay, mời quý vị đến ngay với phần cập nhật diễn biến nóng xoay quanh cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Quân đội Ukraine vừa qua thông báo, Nga đã nhắm mục tiêu vào 103 khu định cư và 93 cơ sở hạ tầng ở Ukraine. Trang The Kiev Independent dẫn lời lãnh đạo tỉnh Ole Sinehobot cho biết, tổng cộng, Nga đã tấn công 10 tỉnh ở miền Nam, miền Đông và miền Bắc Ukraine. Tại tỉnh Kharkov, pháo kích ở quận Chuhuiv đã làm nhiều người thương vong. Một cuộc tấn công trong đêm đã làm một người đàn ông bị thương ở làng Borova, vùng Izium, trong khi một phụ nữ thiệt mạng trong cuộc tấn công tại một khu định cư gần Kupiansk. Theo chính quyền quân sự tỉnh Kherson, các lực lượng Nga đã nhắm mục tiêu vào 16 khu vực, bao gồm cả thành phố Kherson là thủ phủ của tỉnh. Các cuộc tấn công đã khiến một người thiệt mạng và làm bị thương hai người khác, đồng thời làm hư hại 13 ngôi nhà. Các vùng khác cũng hứng chịu tấn công nhưng không có thiệt hại về người. Trong diễn biến khác, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cáo buộc Paris nói dối chuyện quân đội Pháp ở Ukraine vài ngày sau khi Thủ tướng Pháp Gabriel Attal cho biết Paris không có kế hoạch đưa quân tới Ukraine nhưng lưu ý rằng việc gửi các huấn luyện viên quân sự Pháp đến Ukraine không phải là điều cấm kỵ. Ông Lavrov nói Thủ tướng Pháp đột nhiên nói rằng không có huấn luyện viên quân sự Pháp ở Ukraine. Đó không phải là sự thật và họ biết rõ điều này. Ngoại trưởng Nga cho rằng các nước phương Tây muốn âm thầm giao giảng với cộng đồng quốc tế rằng các quyết định của phương Tây liên quan Ukraine, bao gồm việc đưa binh sĩ vào Ukraine và cho phép Kiev tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, không gây hậu quả. Ông Lavrov nhấn mạnh, chúng tôi thấy tất cả những điều này và chúng tôi hoàn toàn hiểu phương Tây đang làm gì cũng như vai trò của phương Tây trong cuộc chiến chống lại Nga. Chúng tôi biết cách ứng phó với điều này. Nhà ngoại giao Nga cảnh báo rằng phương Tây sẽ nhận lấy phản ứng xứng tầm nếu cung cấp vũ khí cho đối thủ của Moscow. Ông Lavrov nói thêm, sẽ là một phản ứng xứng tầm. Nếu họ trang bị vũ khí cho đối thủ của chúng tôi, thì chúng tôi sẽ quyết định cách đáp trả các hành động thù địch từ họ. Ông Lavrov cũng nhắc lại phát ngôn trước đó của Tổng thống Nga Vladimir Putin rằng Moscow có thể triển khai vũ khí tới các khu vực khác nhau trên thế giới để tấn công các địa điểm nhạy cảm của phương Tây nếu Ukraine sử dụng vũ khí phương Tây đánh sang Nga. Dẫn thông tin từ một thượng nghị sĩ Mỹ và quan chức phương Tây, hãng thông tấn AP đưa tin vũ khí của Washington gần đây đã được sử dụng để tấn công vào các vị trí bên trong lãnh thổ Nga. Tuy nhiên, nguồn tin không nêu rõ đó là loại vũ khí nào. Hãng tin Sky News mới đây dẫn nguồn tin quân sự Ukraine cho hay một máy bay chiến đấu của Ukraine đã lần đầu tiên tấn công vào lãnh thổ Nga. Vụ tấn công khiến một trung tâm chỉ huy quân sự của Nga ở thành phố biên giới Belgorod bị hư hại nguồn tin cho biết, chúng tôi tiếp tục đánh giá thiệt hại của đối phương. Song đây được xác nhận là một đòn đánh trực tiếp. Lần đầu tiên, quân đội Ukraine không kích mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga. Gần đây, Ukraine tăng tần suất tập kích vào trong lãnh thổ Nga, nhắm đến các mục tiêu như trung tâm chỉ huy quân sự, nhà máy lọc dầu. Các cuộc tập kích này chủ yếu sử dụng tổ hợp pháo và máy bay không người lái nội địa. Tuy nhiên, trong bối cảnh Nga mở mặt trận mới ở Kharkov, đông bắc Ukraine, hơn 10 quốc gia phương Tây đã bật đèn xanh cho Kiev sử dụng vũ khí viện trợ để tấn công mục tiêu quân sự trong lãnh thổ Nga. Thời gian qua, quân đội Nga đã tấn công dồn dập Ukraine trên nhiều mặt trận. Tuy nhiên, Nga chưa tạo được đột phá lớn. Trong khi đó, nhìn tổng thể, Ukraine vẫn trụ vững, nhận thêm viện trợ và bắt đầu nỗ lực lật ngược thế cờ. Thậm chí họ còn tính đến kịch bản tái chiếm lãnh thổ đã mất. Ukraine bắt đầu ổn định được tình hình ở phía Bắc sau khi Nga phát động chiến dịch tiến công cách đây một tháng. Thành quả này của Ukraine là nhờ vào việc có thêm viện trợ quân sự từ phương Tây, cũng như họ được phép tấn công các mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga, từ đó làm giảm áp lực từ lực lượng Nga. Tuy nhiên, lực lượng Ukraine lại đang bị căng mỏng dọc theo chiến tuyến 1.000 km giữa hai nước. Đồng thời, lực lượng Ukraine vẫn chưa có biện pháp chống đỡ hữu hiệu trước những quả bom lượn chết người của Nga. Một sĩ quan cấp cao của Cơ quan An ninh Ukraine, SBU, hiện chiến đấu ở tỉnh Kharkov thông báo cho CNN rằng năng lực của Ukraine tấn công xuyên biên giới sang các mục tiêu Nga đã có tác động tích cực đối với Ukraine. Về phía Nga, dường như cánh cửa để Nga tạo đột phá đang thu hẹp dần khi Ukraine nhận thêm nhiều viện trợ từ phương Tây. Nga dường như vẫn chưa đạt được mục tiêu tạo vùng đệm ở đông bắc Ukraine. Phía Ukraine cho biết, Nga hứng chịu thương vong lớn trong các trận đánh quanh thị trấn Volchansk. Ông Ruslan Pukhov, người đứng đầu Trung tâm Phân tích Chiến lược và Công nghệ, trụ sở ở Moscow cho biết, chiến lược của Nga nhằm làm kiệt quệ lực lượng Ukraine cũng đồng thời khiến Nga hứng chịu nhiều tổn thất, từ đó lại tạo cơ hội cho Ukraine phản kích. Việc Mỹ và phương Tây nối lại viện trợ quân sự cho Ukraine đã gây thêm khó khăn lớn cho Nga. Ngoài ra, nhóm G7 sẽ họp sớm để cân nhắc các khoản vay cho Ukraine dựa trên lợi nhuận từ khối tài sản Nga ở nước ngoài bị phương Tây đóng băng. Cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine cho biết có khả năng hai máy bay chiến đấu đa năng Su-57 của Nga đã bị tấn công cùng lúc trên sân bay Aktubinsk ở vùng Astrakhan của Nga. Andy Yusov, người phát ngôn cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine ngày 9 tháng 6 cho biết, thông tin vẫn đang được làm rõ. Báo cáo sơ bộ cho thấy hai máy bay Su-57 có thể đã bị bắn trúng. Ngoài ra còn có thông tin liên quan đến những thiệt hại không thể khắc phục được của đối phương. Trước đó có thông tin cho rằng một máy bay chiến đấu đa năng tối tân Su-57 của Nga đã bị tấn công tại sân bay Akhtubinsk, cách vùng chiến sự ở Ukraine 589 km. Hãng Pravda cho biết đây là vụ bắn trúng Su-57 đầu tiên kể từ khi máy bay này được triển khai. Trong thời gian gần đây, quân đội Nga thường xuyên điều động máy bay tiêm kích tàng hình Su-57 tấn công các mục tiêu quan trọng ở sâu bên trong Ukraine. Ngoài ra, Nga còn sử dụng tên lửa hành trình tàng hình KH-69 để đột phá qua hệ thống phòng không của Ukraine và phá hủy các cơ sở hạ tầng quan trọng trang web tin tức quân sự Defense Block tháng trước đưa tin, kể từ cuối tháng 2 đến nay, quân đội Nga đã huy động các máy bay chiến đấu Su-57 thường xuyên hơn và tần suất các cuộc tấn công liên tục gia tăng. Thời gian qua đã phóng ít nhất 6 tên lửa hành trình KH-69 từ tiêm kích Su-57. Ở diễn biến khác, sau nhiều tháng chịu sức ép ngoại giao, tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cuối cùng đã đảm bảo việc sẽ nhận được các chiến đấu cơ F-16 từ các đối tác NATO như Đan Mạch, Hà Lan và Bỉ. Trong khi chiến đấu cơ F-16 mang lại sự tin cậy và tính linh hoạt cho phòng không Ukraine, thì những khả năng tàng hình tiên tiến của Su-57 đang tạo ra thách thức to lớn cho Kiev. Theo các tài liệu quân sự của Nga, Su-57 có khả năng bay gấp 2 lần tốc độ âm thanh ở độ cao hơn 18.000m và tầm hoạt động gần 3.000km. Các vũ khí được trang bị cho nó bao gồm tên lửa không đối không tầm nhiệt hoặc có radar dẫn đường, tên lửa không đối đất không dẫn đường, bom theo quy ước, bom chùm, và một khẩu pháo với đạn nổ cỡ nòng 30mm. Tuy nhiên, Su-57 đối mặt với những chỉ hoãn trong quá trình sản xuất và vấn đề hoạt động, đặc biệt với động cơ và các đặc điểm tăng hình của nó. Một số chuyên gia về hàng không quân sự cho rằng phần miệng tròn của động cơ có thể nhìn thấy của chiến đấu cơ sẽ làm tăng nguy cơ nó bị radar phát hiện, làm giảm khả năng tăng hình. Bất chấp những hạn chế trên, Su-57 có một số lợi thế hơn tiêm kích F-16. Tạp chí chuyên về quốc phòng National Interest cho biết tiên kích thế hệ thứ năm này của Nga có thể đồng bộ hóa với radar mặt đất, mang đến cho nó lợi thế phóng lần đầu so với các mô hình thế hệ thứ tư. Kênh Telegram Max đưa tin, kho dầu của Nga ở Dagestan đã bị máy bay không người lái UAV của lực lượng vũ trang Ukraine tấn công. Đây là lần đầu tiên hành động này xảy ra. Kênh này cho biết, chiếc UAV đã rơi gần một kho dầu ở vùng Nogai, Cộng hòa Dagestan thuộc Liên bang Nga sau khi bị lực lượng phòng không bắn hạ. Truyền thông Nga xác định, loại máy bay không người lái bị bắn rơi là Muji 5 Pro, có chiều dài 3,5m và sải cánh 5m. UAV có thể di chuyển với vận tốc tối đa 150 km h thời gian hoạt động trên không là 7 tiếng. Được biết vừa qua, Nga tuyên bố máy bay không người lái của Ukraine đã cố gắng tấn công Bắc Ossetia, được cho là nhắm mục tiêu vào sân bay quân sự Mosdok. Truyền thông Ukraine sau đó đưa tin, cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào Bắc Ossetia là hoạt động do tình báo quốc phòng Ukraine thực hiện sân bay quân sự Moscow là nơi đồn trú của máy bay ném bom chiến lược Nga. Ở một diễn biến liên quan, Sky News dẫn nguồn thạo tin cho biết, không quân Ukraine, UAF, cũng đã tấn công một sở chỉ huy của Nga gần thành phố Belgorod hôm Chủ nhật mùng 9 tháng 6. Hiện chưa rõ loại vũ khí được máy bay Ukraine sử dụng trong cuộc tấn công. Theo ấn phẩm này, đây là một cuộc tấn công trực tiếp, đồng thời là lần đầu tiên máy bay Ukraine nhắm mục tiêu vào lãnh thổ Nga. Ukraine đã tiến hành nhiều cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào sâu trong lãnh thổ Nga. Tuy nhiên, việc Ukraine sử dụng máy bay chiến đấu để tấn công các mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga có thể coi là một bước gia tăng mới. Hiện giới chức Nga và Ukraine vẫn chưa bình luận về các thông tin trên. Cũng trong ngày 9 tháng 6, các phương tiện truyền thông đưa tin một kho đạn Nga bị tấn công và bốc cháy ở Bengorod, cách biên giới Nga-Ukraine khoảng 25 km. Thống đốc vùng Bengorod, Vyacheslav Gladkov cho biết, Vụ hỏa hoạn được ghi nhận tại một cơ sở phi dân cư và việc sơ tán người dân khỏi các tòa nhà xung quanh đã được tiến hành. Không có ghi nhận về thương vong. Bộ Quốc phòng Nga sau đó thông báo hai máy bay không người lái bị bắn rơi ở Bengorod cách nhau khoảng 40 phút. Trong một diễn biến liên quan, vào tối thứ Bảy, mùng 8 tháng 6, lực lượng Ukraine được cho là đã tiến hành một cuộc tấn công phối hợp nhằm vào một tàu đổ bộ Nga vừa di chuyển từ biển Đen đến biển Azov. liên quan đến diễn biến xung đột ở Trung Đông, chúng tôi xin được gửi đến quý vị những cập nhật mới nhất tiếp theo sau đây. Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày mùng 10 tháng 6 đã thông qua nghị quyết do Mỹ soạn thảo ủng hộ thỏa thuận ngừng bắn vĩnh viễn và trao trả con tin giữa Israel và Hamas. Nghị quyết do Mỹ soạn thảo đã được thông qua tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc với 14 phiếu ủng hộ và một phiếu trắng của Nga. Nghị quyết kêu gọi Hamas chấp thuận đề xuất ngừng bắn từng được Tổng thống Mỹ Joe Biden công bố cuối tháng 5 vừa qua. Nghị quyết cũng kêu gọi cả hai bên thực hiện đầy đủ các điều khoản của đề xuất vô điều kiện và không chậm chế. Đề xuất được Tổng thống Joe Biden công bố bao gồm 3 giai đoạn nhằm đảm bảo chấm dứt hoàn toàn giao tranh giữa hai bên. Giai đoạn thứ nhất bao gồm ngừng bắn hoàn toàn và ngay lập tức, cùng với việc phóng thích các con tin bao gồm phụ nữ, người già và người bị thương, trao trả thi hài của một số con tin bị thiệt mạng và trao đổi tù nhân Palestine. Trong giai đoạn này, các lực lượng Israel sẽ rút khỏi các khu vực đông dân cư ở Gaza, người dân Palestine được trở về nhà và viện trợ nhân đạo được phân phối hiệu quả và an toàn. Trong giai đoạn 2, hai bên sẽ chấm dứt vĩnh viễn các hoạt động thù địch, đổi lại việc trao trả toàn bộ các con tin khác vẫn ở Gaza và Israel rút toàn bộ lực lượng khỏi Gaza. Giai đoạn 3 là một kế hoạch tái thiết Gaza trong nhiều năm và thi hài của mọi con tin bị chết vẫn còn ở Gaza sẽ được trao trả cho Israel. Nghị quyết của Hội đồng Bảo an nhấn mạnh rằng nếu quá trình đàm phán kéo dài quá 6 tháng cho giai đoạn 1, việc ngừng bắn sẽ vẫn tiếp tục cho tới khi đàm phán hoàn tất. Nghị quyết cũng bác bỏ mọi nỗ lực thay đổi lãnh thổ hoặc về nhân khẩu học ở Gaza, bao gồm các hành động thu hẹp lãnh thổ ở Gaza. Nghị quyết cũng nhắc lại cam kết của Hội đồng Bảo an về tầm nhìn đối với giải pháp hai nhà nước với Israel và Palestine cùng chung sống hòa bình với đường biên giới an toàn và được công nhận trên cơ sở luật pháp quốc tế và các nghị quyết liên quan của Liên hợp quốc. Phát biểu trước Hội đồng Bảo an sau cuộc bỏ phiếu, đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Linda Thomas Greenfield gọi cuộc bỏ phiếu là hành động vì hòa bình. Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc Vasily Nebenzia đặt vấn đề rằng Israel đã chấp thuận những nội dung cụ thể nào. Ông Nebenzia cho rằng Hội đồng Bảo an không nên thông qua các thỏa thuận với những thông số mơ hồ. Ông Nebenzia nói thêm, chúng tôi không muốn ngăn chặn dự thảo nghị quyết chỉ vì theo như chúng tôi biết nó được thế giới Ả Rập ủng hộ. Đại sứ Israel tại Liên hợp quốc Gilad Erdan đã có mặt tại phiên bỏ phiếu nhưng không phát biểu trước Hội đồng. Tuy nhiên, nhà ngoại giao cấp cao người Israel của Liên Hợp Quốc Reus Sapir Ben Naftali nói rõ rằng các mục tiêu của Israel ở Gaza luôn rõ ràng. Hamas hoan nghênh nghị quyết của Hội đồng Bảo an, nói rằng nhóm sẵn sàng hợp tác với các nhà hòa giải trong việc thực hiện các nguyên tắc của nghị quyết phù hợp với yêu cầu của người dân và lực lượng kháng chiến của chúng tôi. Cùng ngày, ông Nabin Abu Rudene, người phát ngôn của Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas cho biết, ông Abbas đồng ý với bất kỳ nghị quyết nào kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức ở Gaza và duy trì sự thống nhất lãnh thổ của người Palestine. Theo Reuters, đây là nghị quyết đầu tiên của Hội đồng Bảo an về kế hoạch ngừng bắn nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài 8 tháng giữa Israel và Hamas. Các nguồn tin ngoại giao và quan chức khu vực tiết lộ, Israel dường như đang tăng cường các đợt tấn công bí mật nhằm vào các cơ sở vũ khí, tuyến đường hậu cần và các trung tâm chỉ huy được cho là có liên quan tới Iran tại Syria. Dẫn ba trong số các nguồn tin, hãng tin Reuters cho biết cuộc không kích cách đây ít hôm nhằm vào một kho vũ khí bí mật gần Aleppo vừa qua đã khiến 18 người thiệt mạng. Trong đó có một cố vấn thuộc lực lượng vệ binh cách mạng Iran, IRGC. Hồi tháng 5, một cuộc không kích được triển khai nhằm vào một đoàn xe tải chở các bộ phận tên lửa đang hướng tới Liban và một cuộc không kích khác đã giết bốn thành viên của lực lượng Hezbollah. Được biết trong nhiều năm, Israel liên tục tấn công các nhóm chiến binh thân Iran tại Syria và tại một số quốc gia Trung Đông khác. Tuy nhiên, chiến dịch bí mật này đã trở nên mạnh mẽ và công khai sau khi cuộc chiến giữa Israel và Hamas nổ ra vào ngày 7 tháng 10 năm 2023. Theo dữ liệu thống kê của Viện Chính sách Cận Đông Washington, kể từ thời điểm đó, Israel đã tấn công khiến hàng chục thành viên IRGC và Hezbollah ở Syria thiệt mạng chiến dịch đã lên tới đỉnh điểm vào tháng 4 khi Israel ném bom tòa nhà thuộc lãnh sự quán Iran ở thủ đô Damas, khiến một chỉ huy hàng đầu của IRGC phụ trách hoạt động ở Levant thiệt mạng. Đáp trả lại, Iran đã bắn khoảng 300 tên lửa và máy bay không người lái vào Israel. Tuy nhiên, phần lớn các tên lửa và máy bay bị bắn hạ. Sau đó, Israel lại tấn công lãnh thổ Iran bằng máy bay không người lái. Cuộc đối đầu trực tiếp lần đầu tiên giữa hai nước này dừng lại tại đây. Celine Uysan, một biệt phái ngoại giao Pháp tại Viện Washington, chỉ ra Israel cũng nhanh chóng cắt giảm số lượng các cuộc tấn công nhằm vào các lực lượng thân Iran, trích dẫn số liệu thống kê những tuần sau đó. Bà Celine giải thích, tốc độ tấn công có vẻ chậm lại sau cuộc đối đầu vào tháng 4. Tuy nhiên, Israel đang tăng cường tấn công trở lại vì nghi ngờ Iran chuyển vũ khí sang Liban. Israel đang đẩy mạnh nỗ lực tại Syria và Liban nhằm phá vỡ chuỗi cung ứng giữa Iran và Hezbollah. Ba quan chức Syria giấu tên đã đưa ra những chi tiết chưa được báo cáo trước đây về các mục tiêu tấn công của Israel xung quanh thành phố Aleppo và Homs trong những tháng gần đây, bao gồm cả vụ tấn công ngày 2 tháng 6. Tất cả quan chức được phỏng vấn đều cho biết, động thái của Israel cho thấy họ đang chuẩn bị cho một cuộc chiến toàn diện nhằm vào Hezbollah ở Liban, và xung đột này có thể bắt đầu khi Israel ngừng chiến ở giải Gaza. Tuần trước, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết, đất nước của ông đã sẵn sàng cho một hành động rất mạnh mẽ ở biên giới với Liban. Quan chức chính phủ Israel cho hay, chiến dịch ở Syria nhằm mục đích làm suy yếu Hezbollah và từ đó ngăn cản lực lượng này tham gia đối đầu trực tiếp trong một cuộc chiến rộng hơn với Israel. Một quan chức cấp cao của Israel tiết lộ, năm ngoái, Israel quyết tâm ngăn chặn Syria trở thành mặt trận mới. Vào hồi tháng 3, một thủ lĩnh của Hezbollah, Nawaf Musawi, nói với kênh truyền hình Al Mayadin rằng nhóm này đang xây dựng các kho đạn mới và nhận được nhiều tên lửa chính xác hơn cũng như vũ khí chất lượng tốt hơn bằng đường bộ, trên biển và trên không. Về phần mình, Israel hiếm khi công khai thừa nhận các vụ tấn công có chủ đích ở nước ngoài, nhất là các cuộc tấn công gần đây ở Syria. Số vụ tấn công của Israel vào Syria đã tăng vọt sau ngày 7 tháng 10 khi xung đột giữa Israel và Hamas bùng nổ. Số lượng đã tăng gấp đôi. Bà Selin cho hay Israel đã thực hiện 50 cuộc không kích ở Syria trong 6 tháng sau khi cuộc chiến ở Gaza bắt đầu. Bà Selin liệt kê những cuộc tấn công này bao gồm các cuộc tấn công vào sân bay Aleppo, sân bay quân sự Nairab, sân bay Damas và sân bay quân sự Mezzeh những nơi quan trọng trong việc vận chuyển vũ khí. Các kho vũ khí cũng nằm trong số các mục tiêu. Leo Ackerman, cựu chuẩn tướng từng làm việc trong cơ quan an ninh nội địa của Israel nhận định, các cuộc tấn công ở Syria chắc chắn sẽ ngăn chặn việc cung cấp vũ khí và đạn dược, đồng thời làm tổn hại đến khả năng tổ chức của Hezbollah. Các con tin ở Gaza đang được di chuyển khắp nơi. Lực lượng Hamas đưa một số người từ căn hộ này sang căn hộ khác để che giấu tung tích của họ, trong khi những người khác được cho là đang ở trong các đường hầm dưới lòng đất trong khi đó tại một phòng phản ứng tổng hợp được israel thiết lập vào mùa thu năm ngoái các nhà phân tích quân sự tình báo của mỹ và israel chia sẻ hình ảnh từ máy bay không người lái uav và vệ tinh cùng các liên lạc chặn được và bất kỳ thông tin nào có thể đưa ra gợi ý về địa điểm của con tin bên trong giải gaza không chỉ có một cuộc chiến thế giới đã chứng kiến các cuộc không kích và tấn công trên bộ của israel ở gaza biến phần lớn giải đất này thành đống đổ nát và gây ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo nhưng cuộc giải cứu 4 con tin hôm mùng 8 tháng 6 cho thấy Israel và Hamas đang tham gia vào một cuộc chiến khác mà dư luận ít được nhìn thấy rõ. Các chiến binh Hamas giữ con tin mà lực lượng này bắt giữ trong cuộc tấn công vào Israel ngày mùng 7 tháng 10 năm 2023 để làm con bài thương lượng, còn Israel quyết tâm đưa các con tin về nước. Trong hơn 8 tháng, lực lượng Hamas dường như chiếm thế thượng phong. Các quan chức Israel và Mỹ cho hay họ không biết chính xác các con tin đang bị giam giữ ở đâu và nhiệm vụ giải cứu những người này là bất khả thi phía hamas cho biết ba con tin khác đã thiệt mạng do các cuộc không kích của israel tuy nhiên điều này bị người phát ngôn của lực lượng phòng vệ israel bác bỏ không rõ sẽ còn bao nhiêu cơ hội nữa cho các cuộc đột kích giải cứu con tin ít nhất là trên mặt đất cho đến nay phía israel mới chỉ giải cứu được những con tin ở trong các tòa nhà dân sự hamas có thể sẽ thay đổi chiến thuật tìm cách đưa con tin vào đường hầm nơi nằm ngoài tầm tiếp cận của lực lượng biệt kích Israel. Các quan chức Israel cho biết 251 người đã bị bắt trong cuộc tấn công ngày mùng 7 tháng 10 năm 2023 của Hamas. Một thỏa thuận giữa hai bên vào tháng 11 năm 2023 đã dẫn đến kết quả 105 người trong số này được thả. Trong suốt lịch sử của mình, Israel đã có nhiều nỗ lực để đưa con tin về nước, nếu không thể giải cứu được Israel sẽ thực hiện một thỏa thuận có thể là thả hơn 1.000 tù nhân người Palestine để đổi lấy một lính Israel bị bắt. Khi xung đột kéo dài, tình báo của Israel về con tin đã được cải thiện nhờ sự trợ giúp của Anh và Mỹ, các tài liệu thu được cũng như việc thẩm vấn các chiến binh Hamas bị bắt. Trong khi Israel đang nỗ lực tìm kiếm con tin, giới lãnh đạo Hamas vẫn tìm mọi cách để che giấu bởi họ nhận thức được rằng họ không thể để mất đòn bẩy tốt nhất trong các cuộc đàm phán ngừng bắn. Cả Israel và Mỹ đều cho rằng Hamas hiện nay di chuyển con tin nhiều hơn so với giai đoạn đầu. Tuy nhiên, trước cuộc tấn công tàn khốc của Israel vào giải Gaza, các khu vực mà Hamas có thể che giấu con tin đã bị thu hẹp và cơ hội phát hiện ra những địa điểm như vậy ngày càng tăng. Video được trang Middle East Observer đăng tải trên mạng xã hội X hôm 9 tháng 6 cho thấy các tay súng Hamas được trang bị súng chống tăng vác vai đã lợi dụng địa hình phức tạp tại thành phố Rafah ở miền nam Gaza để thực hiện các vụ tấn công nhằm vào lực lượng tăng thiết giáp Israel triển khai tại đây. Mũi tên đỏ xuất hiện trong đoạn video ám chỉ các trang thiết bị Israel đang bị những tay súng Hamas ngắm bắn. Dựa theo những hình ảnh được công bố, các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng tăng thiết giáp Israel đều ở cự ly dưới 30 mét. Thậm chí, binh sĩ Hamas khi phát hiện binh sĩ Israel để lộ nòng súng ra khỏi cửa sổ tòa nhà cũng tận dụng cơ hội để tấn công. Theo Middle East Observer, loại súng chống tăng vác vai được sử dụng trong đoạn video trên là Yasin RPG, được Hamas chế tạo vào năm 2004 dựa trên khẩu súng chống tăng RPG-2. Súng có chiều dài 0,95m, trọng lượng 7kg khi đã được nạp đạn, tốc độ bắn từ 3 đến 4 phát một phút, với sơ tốc đầu đạn đạt 295m một giây. Tầm bắn hiệu quả của loại vũ khí này đối với các xe tăng hoặc công sự đối phương lần lượt là 100 và 150m. Theo trang Military Today, loại đạn được Yasin RPG sử dụng có khả năng xuyên phá từ 200 đến 210 mm thép cán đồng nhất RHA. Trong khi đó, theo truyền thông Hamas ngày 9 tháng 6 đưa tin, các lực lượng Israel đã tiếp tục tấn công khu vực miền trung giải Gaza. Động thái trên diễn ra một ngày sau chiến dịch tấn công giải cứu 4 con tin từ Hamas. Trong một tuyên bố, quân đội Israel cho biết các lực lượng nước này tiếp tục chiến dịch ở đông Bureis và thành phố Dei Anbala, miền trung Gaza loại bỏ một số tay súng Palestine cũng như phá hủy cơ sở hạ tầng của các tay súng. Theo các nhân chứng, đã có 3 người Palestine thiệt mạng và một số người bị thương khi Israel không kích một ngôi nhà ở al bureis trong khi các xe tăng bắn phá hai khu vực al Magazi và al Nusayrat ở gần đó, tất cả đều là các trại tị nạn. Quân đội Israel cho biết thêm trong chiến dịch tấn công một ngày trước đó, một lính đặc nhiệm của nước này đã thiệt mạng. Quân đội Israel cũng đã nắm được thông tin có gần 100 người Palestine thiệt mạng song không rõ trong số này có bao nhiêu người là dân thường. Tuy nhiên, con số do Israel đưa ra khác so với số liệu của cơ quan y tế giải Gaza. Cùng ngày, thủ lĩnh cấp cao của phong trào Hamas, ông Ismail Haniye tuyên bố lực lượng này sẽ không đầu hàng và sẽ tiếp tục đáp trả sau khi Israel giải cứu 4 con tin. Thưa quý vị, thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình trên kênh Toàn cảnh 24 giờ ngày hôm nay cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại